Anh em đang sợ đồng đội chê khi không có skin súng xịn, hay sợ người yêu đá khi không có skin súng level cao? Đừng lo chuyện đó, hãy đến ngay với shoplaogio.vn. Chỉ với 100k có ngay một ạc có skin súng nâng cấp level cao. Đặc biệt, có cơ hội nhận miễn phí ạc cực VIP khi tham gia mini game trên kênh Lão Gió mỗi tuần. Còn chần chừ gì nữa, ghé shop luôn nào. Link shop ở bên dưới phần mô tả nhé. Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Gió đây. Đây là cái lần đầu tiên mà mình nhảy dù ở cái khu vực vùng xanh mà nó nhiều người như này ấy các bạn. Chân vừa mới chạm đất thôi mà đã gặp mấy người rồi. Ốn thực sự. Thôi, dáng kiếm đồ ngon ngon xíu. Chứ giáp không có thế này. Ây da, bông kéo mất rồi. Ây da, ghê, luồn ghê. Luồn ghê. Nhưng mà tuổi gì với cây MP của mình. Đầu game mình loot được một cây M14 với lại một cây MP40 trên này thì mấy bạn ấy làm gì có tuổi đúng không? Ây, mình thấy có người đấy kìa. Ây, trời trời. Kéo tâm được một viên vào đầu rồi nhưng mà thanh niên kia hơi trâu, không gục rồi. Thôi, tranh thủ đi kiếm cái giáp ấy đã. Tầm này mà không có giáp là nguy hiểm lắm này. Đây rồi, đây rồi. Mình thấy cái giáp 3 rồi. Ừ, loot cái giáp đã. Đấy, quan trọng nhất là cái giáp các bạn. Tại vì giờ các bạn ấy chơi sọt gắn nhiều mà. Không có cái giáp mà để bắn vào người 1-2 viên là bốc hơi như chơi. Không có đùa đâu. Ý. Mình xin. Bông keo làm gì bạn ơi. Delay nhá. Mình xin nhá. Đấy, mình vừa đổi sang cây súng khác rồi các bạn. Bên ngoài có một người nữa. Nhưng mà từ từ lút đồ cái đã. Chưa kịp lút đồ bạn ấy đã công vào rồi. Nhanh thật chứ. Đâu rồi bạn này? Ê, bên ngoài có người nữa kìa. Này nó đang vùng xanh các bạn, nên là cứ từ từ nhá. Giao tranh thì không có vội được. Cái khu vực này thì mình cũng không có am hiểu địa hình cho lắm. Đấy, bên kia lại có một người nữa kìa. Mình đâu ra mà lắm thế nhở? Ôi, mất trái mìn rồi. Ok. Thanh niên này đang săn mình nãy giờ này. Hơi tiếc là lại trở thành con mồi của mình. Đen thôi bạn ạ, à. Bỏ quên đi nhá. Xu này các bạn. Ai có người. Ôi trời ơi. Cái cây G36 này đúng là tệ thật đấy chứ. Kéo tầm như thế mà không trúng bất kỳ một viên nào. Thốn thật. Hôm nay chắc là mình sẽ bắn G36 nha các bạn. Nãy thấy nó là lạ nên là chúng ta sẽ bắn luôn nha. Tầm gần thì khả năng cao là mình sẽ bắn M1887 đấy. Lát nữa nếu như mà có súng nào khác ngon ngon hơn thì mình sẽ đổi sau. Còn không thì thôi. Nhặt nhầm súng các bạn ơi. Ấy ấy ấy. Bạn nữ kia vào. Rồi. Chạy đi đâu. Thu no pro à. Mình xin nha. Đấy các bạn ấy cứ từng người vào đây là mình lụm bằng sạch các bạn. Xương xương cũng được 4 kill rồi. Không biết là còn team nào quanh đây không ta. Mình nghĩ chắc là sẽ còn thôi. Tại vì là mấy bạn này vẫn gục thôi mà. Rồi sao bạn? Rồi sao? Chạy đi đâu? Chạy làm sao mà thoát khỏi mình được. Cách duy nhất để mà thoát khỏi mình đó là giết mình thôi. Chạy thế này thì làm sao mà mình bỏ qua cho được. 5 kill rồi, ấm no hạnh phúc rồi. Nhưng mà vẫn chưa lia team nào. Mình vẫn sẽ quanh quanh đây nha các bạn. Mình sẽ ở đây và mình chờ các bạn ấy hồi sinh, xong các bạn ấy xuống các bạn ấy lút đồ cho mình tiêu diệt. Thế là lại thêm kill nữa. Đó, trời ơi, vừa nói xong lại là thanh niên yêu em này à. Nhưng mà vẫn gục nha. Vậy là chắc chắn là team này vẫn còn người. Thế là vẫn còn cơ hội có kill ở đây nha các bạn ơi. Có người đang cứu kìa. Ý. Được một viên vào đầu rồi nhưng mà vẫn không đủ đam. Thôi không sao, mình sẽ công xuống luôn nha. Bạn ấy cứu đồng đội bạn ấy thì kệ bạn ấy vậy. Còn việc mình tiêu diệt thì mình cứ tiêu diệt thôi. Thơm. Đâu ra tự dưng lại có thanh niên gục bỏ đấy các bạn. Kêu ngon thế này không ăn thì tự dưng có phải phí của giời không. Đây 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 đây. Thanh niên này giết bạn ý đúng không. Mình cho thanh niên này đi luôn nha các bạn. Rồi xong. Đúng ra lúc đồ của mình hả bạn. Rồi. Lên mà xem tivi đi bạn ơi. Chờ đồng đội cứu nha. Xu mình quá trời xu rồi. Nhưng mà nhiều xu thế này thì biết làm gì ta. Mình đi một mình thế này đâu có cần nhiều xu thế này đâu.
Làm nhẹ nhàng vài trái mìn nha. Công nhận là có cái súng bắn dây này di chuyển nó tiện thật. Đèo cái là lên mái nhà rồi. Phê. Chạy cái này. Gấu xinh nhỉ. Một bạn cuối cùng của cái team nào đấy. Không biết là đang rình mỏ ai. Tự dưng đang bay với súng dây. Tự dưng mình nghe tiếng bước chân các bạn. Mấy hôm nay thì mình gặp cái đảo sa mạc này nhiều ghê các bạn. Không biết là các bạn có gặp cái đảo sa mạc này nhiều không. Cái đợt ngày xưa thì khi mà ra mắt cái đảo sa mạc này xong ấy, thì tự dưng là người ta bị lỗi cái gì ấy, xong người ta đóng, người ta không có cho vào đấu danh. Xong thời gian gần đây lại mở lại cho vào đấu danh. Nhưng mà mình cứ nghĩ là người ta sẽ fix lại những cái chỗ bản đồ mà nó bị kiểu như lỗi ấy. Nhưng mà chơi cái map này nhiều, chạy loanh quanh nhiều, tự dưng thấy nó vẫn y chang như ngày xưa. Mà không biết là ngày xưa người ta bỏ vì cái lý do gì ra. Ảo thật đấy. Sau mình có người này. Trên sườn núi luôn à? Ghê vậy. Ừ, hay là bạn bay xuống đấy. Chứ mà bạn mà đứng im đấy là bạn xong với mình rồi. Bông keo bạn này. Ủa, không đặt bông keo luôn à? Hay là thanh niên này không có bông keo? Không có bông keo thì xong với mình liền. Giờ này chơi Free Fire mà không có bông keo trong người là dễ toang lắm các bạn. Cái tỷ lệ toang nó phải đến 90% rồi. Thế nên là người ta mới ra thêm cái máy tạo keo ấy. Để kiểu như là ai cũng được dùng bông keo một cách gọi là công bằng ấy. Nhưng mà dùng công bằng thôi chứ không phải là dùng từ lưa nha. Chứ vừa chạy vừa đặt bông keo mua múa là đến lúc mà cần có bông keo mà không có bông keo là xác định liền. Trên cái mỏm đá này vẫn có bắn nhau. Bên dưới này cũng có hai người. Giờ sao ta? Mình nên chạy hay là mình nên quay lại bắn nhau ta? Bò đang thù các bạn ạ. Thôi, có lẽ là mình sẽ lựa chọn là mình đi vào bo trước nha. Cái tầm này mà không đi vào bo là nguy hiểm lắm đấy này. Đó, mái nhà có người kìa. Rồi xong. Không giết được địch mà bị lộ vị trí luôn. Thôi thì lỡ rồi, công luôn nha các bạn. Có một người thì đúng không? À, cứ từ từ các bạn ạ. Đây có người nữa này. Rồi, cục rồi. Đi đâu mà loanh quanh nhé bạn. Không có mic với đồng đội à? Không biết là có người đang ở đây à? Ủa? Bên này vẫn còn giao tranh người ta? Ây à, căng nha. Bạn ấy ở trên mái nhà nên là bạn ấy lợi thế hơn mình. Nên chịu ơi các bạn ơi. Mấy hôm nay thì mình đang bị đau họng ấy. Nên đâm ra là nhiều khi nói chuyện nó sẽ hơi hơi kiểu thèn thèn một tí. Có gì các bạn thông cảm cho mình nha. Với lại đợt này thời tiết nó thay đổi bất thường ấy, các bạn cũng chú ý giữ gìn sức khỏe nha. Thanh niên kia thì vẫn ở trên mái nhà. Vâng, hai bạn giao tranh luôn kìa. Ấy, mình cover khá là nhiều nhưng không được kill các bạn ơi. Buồn ghê. Rồi, bơm máu cái đã. Có mấy người quanh đây lận cơ chứ không phải một hai người đâu. Đó, ông qua mình luôn kìa. Ghê. Rồi sao? Nào, đồng đội đâu rồi? Trời ơi, hai bạn này tính úp sọt mình các bạn. Nhưng mà làm sao mà úp sọt được? Dễ gì, một bé nữa bay đầu nha. Ta kìa, chơi mà lại chơi KS kill kìa. Thôi, bạn ấy KS được mình một kill thì mình cũng KS lại một kill. Coi như là có qua có lại nha các bạn. Ui, một viên. Từ từ. Ê, ê, ê. Từ từ nha các bạn. Hỏi sao ông chưa kịp bắn luôn. Mấy bạn bên trên này có vẻ tay to đấy. Một bé bay đầu. Team này có 3 người. Rồi, bông keo luôn rồi. Ok, bông keo thì mình tặng cho các bạn cái này này. Thôi mà, làm gì mà căng. Ồ, dính kìa. Này chắc là có cứu sống dậy thì chắc là cũng không chạy bo đâu. Bo thu sắp xong rồi mà. Mình cũng phải bay đi các bạn ơi. Không bay không sống ở đâu. Bo này thu xong rồi nó sẽ đau dã man lắm. Ơ kìa. Ê, lỗi các bạn. Thôi chạy luôn cho nhanh đi. Khỏi bay luôn đi cho nó lẹ. Nào, thanh niên ở đây đâu rồi? Chạy nhanh với các bạn ơi. Đi đâu các bạn ơi? Ơ kìa. Ê, cày thế nhở. Cái cây G36 này nhiều khi lúc kéo nó toàn xịt thôi các bạn. Một bạn nữ này. Ây da, kéo tỉnh đấy. Ok. Bia. Tên nghe có vẻ khá là tây nhở.
Nào bạn ơi, cháy đi, cháy đi. Keo này thì keo này. Ok, Lia, Thơm. Như vậy là chỉ còn 3 người nữa thôi là mình được top 1 rồi. Không biết là liệu rằng có tiêu diệt được 3 người nữa hay không đây. 3 thiên nhiên còn lại đâu ta? Hảo ấy. Đáng ra nếu như mà một team 3 người thì các bạn phải đi lùng sục và tìm cái thanh niên cuối cùng rồi chứ. Có vẻ như là không phải một team 3 người rồi. Có khi nào 3 team lẻ 3 người không? Nghi lắm nha. Núp núp kiểu này là nghi lắm thế này. À đây thấy rồi. Một thanh niên ở trên. Còn 2 người nữa. Như vậy là không phải là một team 3 rồi nha. Mình cần phải xác định rõ 3 người còn lại đang ở đâu thì mình mới giao tranh được. Chứ bây giờ mà giao tranh ẩu là dễ bị cover lắm. Có bay không ta? Ấy, xuống đây luôn à bạn? Rồi yếu. Ngon lành. Trời ơi, không gục kìa. Các bạn xem kìa. Gục 1. Cái thanh niên bên này yếu lắm rồi này này. Ghê. Đặt keo ghê không? Ghê không? Ổn không câu ạ? Ây. Bị cover từ phía xa. Rồi hên. Bạn ấy không công qua đây. Khó quá à. Cái bạn kia bạn ấy cover phía xa. Đâm ra là mình không có công qua cái mé đấy được. Ê, bày giáp luôn kìa. Tiêu diệt thanh niên bên này trước vậy. Đâu rồi? Ủa? Team này rất là khôn nha. Mấy bạn ấy cứ nhử nhử mình ra cái phía kia để cho cái bạn bên ngoài cái bạn ấy cover vào được. Hay đấy. Nói chung là chiến thuật đấy. Bình tĩnh nào các bạn. Làm gì mà căng. Rồi chán chưa? Giờ sao? Ý, tự dưng bị té xuống dưới kìa. Ai cho bạn cứu mà muốn cứu? Hả? Ai cho bạn cứu mà cứu? Ok. Ngon lành các bạn. Công nhận là lâu rồi mới gặp một cái team mà chơi kiểu chiến thuật như này đấy. Mừng ghê. Rồi nhưng mà không sao. Dù gì thì cũng boy ra rồi nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video và chúc các bạn có một ngày thật tốt lành nhá. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau. Bye bye.